Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để nói về một cái chủ đề mà thật ra nó không phải là mới lắm, nhưng mà trong những ngày qua thì nó lại được mọi người quan tâm nhiều hơn và mổ xẻ nhiều hơn, kể cả ở trong mảng văn hóa nghệ thuật, kể cả bên ngoài, khi mà rất là nhiều KOL cũng lên tiếng về cái vấn đề là khi nghệ sĩ xin lỗi. Nhân cái câu chuyện vừa qua, các thính giả sẽ cùng nghe ý kiến của MC nhà báo Minh Đức cũng như là nhà báo Gia Bảo. Thì đầu tiên Kim Thanh muốn hỏi nhà báo Minh Đức, thì anh thì cũng theo dõi cái mảng về nghệ thuật nói chung và trong đó có âm nhạc, là cái số năm nó cũng rất là dài rồi, hình như là còn nhiều hơn Kim Thanh nữa. Thì chắc là anh cũng đã từng chứng kiến cũng như là biết rất là nhiều cái câu chuyện liên quan đến scandal chuyện này chuyện kia của các nghệ sĩ, các ca sĩ rồi sau đó xin lỗi rồi cái này cái kia rất là nhiều. Cái câu chuyện vừa qua thì bản thân anh thì thấy là nó có gì mới mẻ hay không, và tại sao nó cứ luôn lùm xùm như vậy? Từ cái câu chuyện ồn ào vừa qua và những cái lời xin lỗi mà thời điểm này đang gây bão trên mạng ấy, thậm chí có cả những chiến dịch tẩy chay gọi là không chấp nhận lời xin lỗi ấy, nó làm tôi nhớ đến một cái vụ khác, xin mượn một câu chuyện trước đây không lâu. Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc là tại sao các ngôi sao lại trong sự việc này có thể hành xử như vậy. Mày còn nhớ chuyện là cách đây không lâu có một vụ là ca sĩ Hòa Minzy, cô ấy chụp ảnh với một nhóm nhạc K-pop. Thế rồi cái việc chụp ảnh đấy khiến các fan của nhóm đấy không hài lòng. Thì các không hài lòng vì sao thì mình cũng chả biết. Có thể tôi nghĩ là đơn giản là sự đố kỵ ghen tị thôi. Thế là họ tổ chức một cái chiến dịch phản đối rồi là tẩy chay này kia. Thế là cô Hòa này sợ quá phải đi xin lỗi các fan đấy. Lúc đó tôi thắc mắc là ủa, mấy người này có liên quan đến sự vụ này mà đi xin lỗi? Mình xin lỗi cái người cần xin lỗi, nếu cái ban nhạc kia họ không yêu cầu xin lỗi thì tại sao mình phải đi xin lỗi những người hoàn toàn không có liên quan gì đến sự vụ này, chỉ vì người ta đi chửi mình xong bây giờ mình phải đi xin lỗi? Thì bây giờ giống như đi ra ngoài đường ấy, mình chả làm gì cả, có một cái đám đánh nhau ở đâu đấy, thế xong rồi tự nhiên mình nhảy xa, mình nhảy sổ ra, mình xin lỗi, tôi xin lỗi vì tôi chót đi qua đây à? Lúc đó thì tôi nghĩ như thế, và tất cả tôi cũng quên cái vụ đấy rất là nhanh, nếu không có chuyện này thì tôi cũng chả nhớ lại cái chuyện đấy. Thì tôi thấy là cái vụ này cũng như vậy, mọi người có vẻ rất là bức xúc và rất là khó chịu với những cái lời xin lỗi, bởi vì nó không đi đến đúng cái người cần phải được xin lỗi. Đấy, chúng ta mắc lỗi với ai thì chúng ta xin lỗi với người đấy, và chúng ta sẽ xin lỗi những người có liên quan đến câu chuyện đấy, và đấy là những người cần được xin lỗi. Thế còn những người khác ở bên ngoài họ nhìn vào, họ chả có liên quan một tí gì đến sự vụ. Mỗi người có quyền bình phẩm với một cách của mình. Đấy, nếu mình muốn nghe thì mình nghe, mình không nghe thì thôi. Tại sao mình lại đi xin lỗi những người đấy, trong khi những người mà thực sự cần phải được xin lỗi thì lại không được xin lỗi? Thì thực ra chuyện này nó đã từng xảy ra với nhiều các ngôi sao khác, bây giờ bảo tôi kể ra tôi cũng chả thể nhớ hết được. Nói chung là Covid nó khiến người ta cũng có ảnh hưởng đến trí nhớ đấy. À, nhưng mà điểm lại chúng ta thấy là một cái điểm chung là rất nhiều các ngôi sao sau khi để xảy ra những cái scandal, những cái chuyện tai tiếng liên quan đến người này người kia, thì hầu hết họ đều làm một cái việc khá là giống nhau. Đấy, hồi xưa mà chưa có mạng xã hội thì sẽ mượn một bài báo phỏng vấn nào đấy để nói lời xin lỗi, và đa số là sẽ xin lỗi những người hâm mộ, xin lỗi các fan vì đã khiến mọi người thất vọng vì này kia. Tức là những cái lời xin lỗi nghe thì có vẻ rất là thành thật, nghe có vẻ rất là ăn năn, nhưng điều quan trọng nhất là nó không hướng đến cái đối tượng cần phải xin lỗi. Trên thần ở sau này khi mọi người mổ xẻ là những cái lời đấy, người ta mất cái niềm tin và những cái lời xin lỗi đấy, nói ra thì lại bảo nặng lời, chứ người ta có cái định kiến về những cái lời xin lỗi như vậy, người ta nói là những cái lời trình bày nghĩa là vô nghĩa. Trên dần dần ai xin lỗi cũng vậy, đây thì sau này rất nhiều ngôi sao cũng bị những cái lỗi lớn nhỏ gì, những cái cũng mượn cái cơ hội đấy để mà lên báo hay lên trên mạng xã hội thì xin lỗi, người ta cũng chả quan tâm, nó thậm chí là còn gây phản tác dụng, phản cảm. Còn với Gia Bảo mình thấy như thế nào? Trước hết cho em hỏi là anh Minh Đức, có phải cái vụ của Hòa Minzy mà anh nhắc tới là cái vụ cô ấy quay một cái clip và cô ấy cúi gập đầu xin lỗi đúng không anh? Đúng rồi, sau đấy cô xin lỗi đủ, cô làm rất nhiều cái clip xin lỗi rồi là viết status các kiểu ấy. Cái vụ đấy là tức là không phải là do cô ấy chụp ảnh chung mà bị fan của cái nhóm nhạc đấy công kích. Cái vấn đề mà cô ấy xin lỗi á là vì cô ấy cái thẻ đeo trên cổ cô ấy khi mà tới cái show đó thì cô ấy không có cái quyền vào trong khu vực hậu trường. Em ơi, anh hiểu cái vụ đó, anh biết cái vụ đấy. Nhưng vấn đề ở đây là những cái người mà có chức năng để căn vặn cô ấy về cái vụ đấy á, người ta hoàn toàn không lên tiếng, người ta cũng không yêu cầu vụ đấy. Thực ra những ai đã từng đi xem những cái chương trình nhạc quốc tế thì chuyện là một cái thẻ nó có thể đi vào chỗ này chỗ kia, được phép và không được phép ấy, đấy là chuyện bình thường. Và quan trọng nhất ấy là cái đơn vị tổ chức đấy, người ta có quyền lên tiếng về việc đấy hay không, chứ không phải là các fan. Đấy, các fan chả có tư cách gì trong việc lên án cái chuyện đấy cả. Nếu mà cô ấy có xin lỗi thì xin lỗi ban tổ chức, mặc người ta cũng không có lên tiếng về cái việc đấy, chẳng yêu cầu có chuyện xin lỗi. Cho nên ở đây vấn đề là xin lỗi cái không đúng đối tượng, chứ không phải là chuyện là có xin lỗi hay không. Kể cả nhiều khi mình có lỗi đi,
mình xin lỗi thì xin lỗi đúng cái đối tượng chứ không phải để xin lỗi những cái người không liên quan. Thực ra thì bây giờ cho phép em thể hiện cái quan điểm riêng, tức là thật ra thì em lại không nghĩ như thế á. Từ trong cái vụ của Hoàng Minh Di đi thì cái việc mà fan của cái nhóm nhạc đó tức giận thì em nghĩ là họ có quyền để tức giận á. Còn cái việc cái cô ấy xin lỗi á là do cô ấy thôi, chứ còn cái việc mà fan thì khi mà người ta cảm giác như cái cô này, cô ấy không có cái quyền hành hay là cái tư cách nào mà cô ấy đang tiếp cận theo kiểu như một cái stalker, thì người ta có quyền cảm thấy bất an cho thần tượng, người ta có quyền cảm thấy phản cảm thay cho thần tượng, thì em nghĩ đây là cái việc nó hợp lý, chứ không phải là gọi là fan mà không có quyền thì cái đấy không đúng. Còn cái thứ hai nữa, trong cái vụ của ca sĩ Hiền Hồ á, thì em nêu quan điểm nó lại gần giống với anh Minh Đức nhưng mà lại không giống hoàn toàn. Tức là ở đây á, thứ nhất là làm sao cái cô ca sĩ Hiền Hồ á, thì đúng là cô ấy đã không đưa ra cái lời xin lỗi tới cái đối tượng đầu tiên và cần phải xin lỗi, cái đó em đồng ý. Nhưng mà còn riêng về cái thứ hai, cái việc cô ấy xin lỗi khán giả thì em đã đồng tình, bởi vì thật ra là khán giả cần được xin lỗi, em thấy cái đó là hợp lý chứ ạ. Bởi vì là cô ca sĩ Hiền Hồ là người của công chúng, cái hành vi cô ấy có thể tác động đến nhân sinh quan của công chúng, thì cái việc mà khi mà cái câu chuyện cô ấy vỡ lỡ ra làm ảnh hưởng tới bầu không khí của cộng đồng, làm bàn tán xôn xao trên mạng xã hội như vậy, thì cái việc mà cô ấy xin lỗi khán giả là hợp lý. Không thể nói là khán giả không có tư cách gì hay là khán giả không có quyền được bức xúc, thì em nghĩ cái đó là đúng ạ. Tất nhiên là tôi không nói là khán giả không có tư cách, khán giả được quyền bức xúc đấy, nhưng ở đây á, khán giả là đối tượng không liên quan. Quan điểm của tôi là khán giả là đối tượng không liên quan tâm sự vụ. Cô ấy có thể tỏ ra ăn năn, hối lỗi, cảm thấy hối tiếc về những việc mình đã làm, nhưng mà ở đây á, cô ấy không có lỗi với những người không liên quan đấy. Cô ấy có lỗi với những người có liên quan, tức là cô ấy lại không xin lỗi những người có liên quan. Cô ấy có thể tỏ ra hối hận vì những chuyện đã gây ra với những người có liên quan trong sự vụ đấy, và cái sự vụ đấy có thể ảnh hưởng đến tình cảm của các fan của cô ấy. Nghĩ về cô ấy thì ok, tức là theo lý thuyết của Bảo thì ok, tôi cũng thấy rằng việc xin lỗi thì cũng được, chỉ có điều là nó không hợp lý thôi. Tức là những người không có liên quan gì đến sự vụ đây không có quyền lợi với những vụ liên quan, nhưng mà được mượn làm đối tượng xin lỗi để xoa dịu sự vụ đấy, nó sẽ liên quan rất nhiều đến những cái chuyện đã từng xảy ra trước đây. Tức là đa số mọi người lên trên mạng cũng là xin lỗi các fan là chính. Đến như cô Hiền Hồ là cô có thể viết một cái lá thư dài, để viết status dài để hướng đến các fan là chính, trong cái đối tượng mà có liên quan thì hầu như không được nhắc đến hoặc có nhắc đến một cách rất là mơ hồ đấy. Thì ở đây á, nói cái chuyện là nếu mà cô ấy xin lỗi cả hai đối tượng ngang bằng nhau như thế cũng chấp nhận được, tôi không có ủng hộ lắm cái chuyện đi xin lỗi các fan, vì theo tôi quan điểm là các fan là không cần xin lỗi. Thế nhưng mà ở đây rõ ràng là có cái việc là mượn các fan để mà lấy lại cái cảm tình của họ và xoa dịu đám đông để mà người ta quên đi cái chuyện quan trọng nhất là phải xin lỗi những người có liên quan đến sự vụ này, có ảnh hưởng về quyền lợi, về đời sống. Đấy là cái lỗi theo tôi là đáng kể. Kim Thanh hiểu được ý của cả anh Minh Đức cũng như là Gia Bảo, thì nói chung nó giống như là một cái câu chuyện cần và đủ vậy. Nhưng mà mình quay ngược lại, từ xưa giờ rất là nhiều nghệ sĩ xảy ra những cái lùm xùm và rất là nhiều lời xin lỗi theo những cái hình thức khác nhau, từ cái hồi mà chưa có mạng internet cho tới bây giờ khi mà nó phát triển như vũ bão của công nghệ 4.0. Mặc dù á, là như anh Minh Đức có chia sẻ là mọi người đã thấy quen, thấy nhàm với những lời xin lỗi đó, tại vì sau lời xin lỗi đó thì nó là ABCD gì đó. Nhưng mà thật ra Kim Thanh nghĩ là cứ mỗi câu chuyện xảy ra thì nó lại luôn có những cái lùm xùm, chứ không có cái câu chuyện nào mà nó êm ả cả. Và ngay cả người trong cuộc mà không xin lỗi là họ sẽ liên tục bị réo, bị gọi, cho dù mà có 10 năm sau thì họ vẫn bị moi cái tên ra. Đó, vấn đề là như thế ạ. Tôi thấy nó thú vị lắm, mấy ngày vừa rồi đấy, những cái việc mà có lá thư xin lỗi á, thì tôi cũng lướt qua trên mạng, tôi thấy là cộng đồng mạng cũng đào xới lại rất nhiều những sự vụ trước đây. Và người ta nói là đấy, trời ơi, nhìn cái kìa, cô này cô kia kìa, cũng tội đầy trời như thế mà có thèm nói một câu xin lỗi nào đâu. Nhơn ra xong bây giờ là tẩy trắng, thế là xong. Đấy, coi như mình không hề có lỗi. Tức là rõ ràng là dù xin lỗi hay không thì công chúng người ta vẫn nhớ rất là dai. Nếu mà xin lỗi sau này người ta còn đào xới lại cái lời xin lỗi đấy, nếu không thật lòng. Nếu còn không xin lỗi là sẽ còn được nhắc đi nhắc lại cái chuyện đấy, đây đi đây lại. Tôi nghĩ là nó vẫn là cái sự thiếu cái sự thật lòng. Có một số trường hợp là tội nặng đến mức mà phải xử lý hình sự, thì sau khi mà xử lý xong rồi thì một thời gian sau người ta cũng sẽ nguôi ngoai, người ta nghĩ là đấy bị trừng trị đủ rồi. Thế còn những cái chuyện mà nó không đến mức phải hình sự, chuyện nó liên quan nhiều đến đạo đức, đến cái lối sống ấy, thì đúng là người ta nhớ rất là dài. Công chúng sẽ không buông tha chừng nào người ta chưa cảm thấy là cái sự thật lòng trong cách hành xử của các anh chị ấy.
Nhưng mà mình cũng không thể nào nói là nó quen quá rồi không cần xin lỗi nữa, tại vì thật sự ra là mọi người đều cần được nghe lời xin lỗi, đúng không ạ? Có một số người thì người ta sẽ nghĩ là thôi cứ lờ đi á, đó, cứ lờ đi rồi dần dần sẽ quên ấy. Đúng là cũng có những sự vụ là công chúng sẽ quên, nhưng mà cũng có nhiều người không lường đến cái chuyện là bất cứ một lúc nào cái chuyện của mình nó cũng bị đào xới lại. Nhất là thời buổi mạng xã hội như thế này, thậm chí có những cái chuyện nó cũ rích của mười mấy năm trước, bất thình lình nó cũng có thể trở thành trend nếu nó liên quan đến một cái sự vụ nào đó đang hot, đang nổi. Và cũng có nhiều người lúc đó thì như lại hối hận. Thực ra bây giờ mình ngồi một chỗ mà mình bảo người ta là phải thật lòng thì nghe nó rất là lý thuyết và nó cũng rất là sáo rỗng. Nhiều khi tôi nghĩ là mình chẳng có tư cách gì để mà khuyên người ta phải đi thật lòng hay là không. Nhưng mà suy ra cùng thì mình cũng đặt mình ở vị trí khán giả đi. Đấy, mình sẽ mất niềm tin vào cái người đấy, mình không tin nữa. Nhiều khi là cái tình cảm nó cũng bị suy xuyển đấy. Cho dù có những người thực sự là từng rất thích, hâm mộ người này kia, nhưng mà nhiều khi có những cái hành xử của ngôi sao khiến họ thất vọng. Và có thể là họ vẫn còn yêu thích ở góc độ nghề nghiệp. Nhiều khi ngôi sao cũng hay nói là tôi là nghệ sĩ thì hãy nhìn vào nghề nghiệp đi, đừng nhìn vào đời tư. Đấy, nhưng mà khổ nỗi là chính các anh các chị là người phô bày đời tư ra chứ ai. Người ta hay nói câu là không muốn ai biết thì đừng làm ấy. Nhưng mà khổ các anh các chị cứ làm xong lại còn la làng lên. Thế thì nó xảy ra sự vụ thì phải chấp nhận hậu quả thôi. Gia Bảo, trong cái góc nhìn này thì mình thấy như thế nào? Về vấn đề gì chị? Về cái câu chuyện là công chúng thật sự vẫn là cần lời xin lỗi chứ không thể nói là nó quen được. Em nghĩ là bắt buộc. Cái câu chuyện xin lỗi ở đây là cái vấn đề là bắt buộc. Chắc chắn như anh Minh Đức nói là sau khi mà xảy ra bất cứ một sự vụ nào đó thì ngay cả khi xin lỗi thì cái tình cảm nó vẫn có sức mẻ rồi. Cái sự thần tượng, cái sự mến mộ của khán giả dành cho họ đã có một cái vết tì rồi, vết nứt, vết rạn vân vân. Nhưng mà nếu mà không xin lỗi thì còn tệ hơn nữa. Xin lỗi rồi người ta vẫn còn cái vết rạn đó, nhưng mà không xin lỗi nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cho nên chắc chắn á, đằng sau mỗi sự vụ, dù cái lời xin lỗi đã nhàm, nhưng đây nó gần như là một cái thủ tục, một cái luật bất thành văn là anh phải như vậy. Còn cái nội dung xin lỗi như thế nào thì lại tùy trong trường hợp của mỗi người. Thật ra bản chất của cái lời xin lỗi nó phần nhiều là mang cái bản chất của cái việc đó là xử lý khủng hoảng truyền thông. Cho nên là từng trường hợp khác nhau, cái lời xin lỗi sẽ khác nhau, bởi vì đó là cái phương án xử lý khủng hoảng truyền thông nó khác nhau. Nhưng mà phải có xử lý, tức là phải có lời xin lỗi, thì đó là suy nghĩ của em. Chứ không thể nào mà bảo là ôi tôi quen quá rồi, xin lỗi nào cũng giống nhau thì tôi không cần nghe, đâu có được. Đấy, như vừa nãy tôi nói là thực ra là công chúng người ta nhớ rất là dai, chứ không phải dễ quên đâu. Người ta có thể quên và chạy theo một cái trend mới nào đấy, nhưng người ta sẽ nhớ lại những cái sự vụ khiến người ta bức xúc ngay. Cho nên vừa nãy tôi có nói cái ý là thực ra là cái việc công chúng ở đây không phải là chuyện người ta coi lời xin lỗi là quen rồi không cần, mà cái chính là người ta mất niềm tin đó. Mất niềm tin vào những cái lời xin lỗi đấy là do người ta thấy ở đấy không có sự thật lòng. Ngay cả thậm chí họ được xin lỗi đi, họ là đối tượng lẽ ra không cần phải xin lỗi, nhưng mà họ được xin lỗi thì có vẻ như là một cái lời xoa dịu của người ta. Nhưng cuối cùng cái câu chuyện ban đầu là cái đối tượng cần được xin lỗi, đối tượng mà qua đó người ta thấy là các ngôi sao thực lòng là cảm thấy hối lỗi vì đã chót gây ra những chuyện không hay cho người này người kia, thì hầu như ít khi được nhắc đến. Tất nhiên là chúng ta cũng hiểu ở đây nó có những cái chuyện nó rất là tế nhị, những chuyện mà thực ra bản thân ngôi sao họ cũng muốn phủ nhận, nhưng mà không thể nói toạc ra là tôi không có chuyện đấy được, tại bằng chứng nó đưa ra là không thể nói chối cãi được. Chỉ có điều bây giờ nếu mà thừa nhận thì cũng không ổn, phủ nhận thì cũng không xong. Cho nên là cái sự mất niềm tin ở lời xin lỗi nó ở cái chỗ là ngôi sao mượn cái đối tượng không liên quan đến sự vụ để xin lỗi, để tỏ vẻ hối tiếc, để mục đích là để xoa dịu cái cơn giận dữ của đám đông, để xoa dịu cái sự bức xúc của đám đông. Bản thân họ có thể tin rằng là với cái việc đó thì đám đông người kia sẽ tha thứ cho mình, sẽ cảm thấy mình thật lòng vì họ được thỏa mãn cái sự tự ái của họ, được hẳn một ngôi sao xin lỗi cơ mà. Họ nghĩ là như vậy, thì thường đa số những cái lời xin lỗi hướng đến đám đông nó thường là trong cái tâm lý như thế. Còn đám đông có xin lỗi hay không thì có thể ngày xưa thì khi mà truyền thông nó chưa phát triển nhiều, một lời xin lỗi trên báo thì xong, sau đó mọi người sẽ không có cái gì ai nhắc lại, sẽ quên. Nhưng bây giờ thì nó có mạng xã hội thì e là cũng hơi khó. Trong khá nhiều vụ việc á, Kim Thanh thấy rằng là cho dù cái người nghệ sĩ, cái người ca sĩ đó có viết status xin lỗi ở trên Facebook cá nhân, hay là nhận lời phỏng vấn ở một đơn vị truyền thông nào đó, hay là gửi thông cáo báo chí đi chăng nữa, thì cái điểm chung mà tất cả chúng ta đều biết á, là họ luôn có một cái ekip ở phía sau tư vấn cho cái chuyện đó, hoặc thậm chí là cả một bộ máy, một công ty để lo những cái chuyện đó cho họ. Tức là từng câu từng chữ họ viết ra là đều đã có sự tính toán và cân nhắc rất là kỹ, và họ cũng tính những cái đường lui an toàn cho mình và cái cách mà phản ứng của dư luận dành cho họ như thế nào rồi.
Thế thì tại sao hầu hết cái trường hợp khi nêu lời xin lỗi giống như anh Đức vừa đề cập lúc nãy á, là nó gần như là nó bị phản tác dụng, dù cho nói gì đi chăng nữa thì cứ mỗi lần mà xin lỗi thì cái sự việc nó lại lùm xùm còn nặng hơn, kiểu như là ta đã quên rồi xin lỗi xong lại là kéo sự việc nó còn mạnh hơn nữa. Có phải là do họ là nghệ sĩ, là người ta đã mất niềm tin vào nghệ sĩ, hay là một lý do nào? Em thì em không nghĩ là cái lời xin lỗi nó làm phản tác dụng, tại vì thật ra là mỗi một câu một từ trong đấy đều phải cân nhắc rất kỹ, không chỉ uống lưỡi 3 lần mà phải 7 lần, 10 lần, cả một ekip có đủ thành phần chuyên gia, các nhóm nghề nghiệp khác nhau tham gia vào trong cái bức thư đấy. Thật ra cái bức thư xin lỗi hay là một cái nội dung xin lỗi nó là một cái sản phẩm của một cái nền công nghiệp. Mà em không nghĩ là nó phản tác dụng đâu chị. Cái hiển nhiên khi mà cái bức thư xin lỗi mà được đưa ra thì dư luận sẽ xáo xào lên, cùng lắm là một ngày, hai ngày thôi. Và sau đó là ví dụ như vụ Hiền Hồ hiện tại là đã xong. Khi mà xin lỗi xong nó sẽ bàn tán thêm cao nhất là 3 ngày quá, 3 ngày chìm để còn đi cái chuyện khác. Cái đó là chuyện đương nhiên, chứ không có nghĩa là cô ấy đưa ra lời xin lỗi thì nó làm phản tác dụng, thì em lại không nghĩ là phản tác dụng đâu. Rõ ràng nó làm chìm cái vụ đó xuống, người ta bớt bàn, người ta bớt xô đấy chứ ạ. Phản tác dụng ở đây nó cũng nằm chính trong cái ý mà Bảo vừa nói đấy. Thế cả lẽ ra sự vụ nó đã im đi rồi thì lại khuấy động lên bằng một cái lời xin lỗi không thành thật, khiến người ta đã bực rồi, giờ người ta càng bực mình hơn. Tất nhiên sự bực mình đấy thực ra cũng chả ảnh hưởng gì đến một số ngôi sao. Họ nghĩ rằng họ có đủ cái bản lĩnh để đối đầu với dư luận, kể cả những dư luận trái chiều hay là không thuận lợi. Tất nhiên là gì thì công chúng sẽ quên thôi, ngay cả vụ chính người ta còn quên thì huống chỉ một cái lời, một lá thư xin lỗi. Đấy, nhưng mà khi một lá thư xin lỗi ra mà không được sự đồng thuận, tức là cái đối, ngay cả cái đối tượng mà người ta nghĩ là người ta xin lỗi là dư luận đấy, người ta cũng không hài lòng, người ta bực mình, người ta khó chịu, và người ta lại bới ngược trở lại cái sự vụ đấy, thì đấy cũng chính là phản tác dụng đấy. Còn đương nhiên là nó sẽ quên thôi, lá thư thì có là cái gì đâu, vài ngày thì công chúng lại quên, và hầu như vụ gì thì công chúng cũng sẽ quên thôi. Thế cho nên mình cũng nói là phản tác dụng thì không có nghĩa là sự việc quay trở ngược trở lại về ban đầu, nó không thể đủ mạnh như thế được. Nhưng rõ ràng là anh chị viết ra một lá thư ra và có thể thâm tâm anh chị mong là nó sẽ làm nguội sự vụ đi mà nó không nguội được thì tức là phản tác dụng. Nhưng mình cũng phải với một cái thuyết âm mưu nhé, mình có quyền đặt một giả thuyết khác. Tại vì tôi đã từng quan sát thấy, cái này không tiện nhắc tên, nhưng mà tôi đã từng quan sát thấy có những vụ scandal cực lớn, tưởng như là có thể tiêu hủy sự nghiệp của một ngôi sao. Thế nhưng sau đó bằng một vài chiến lược khôn khéo, ví dụ như là im lặng hay là đưa thông tin đánh lạc hướng vân vân gì đó, thì nó dịu đi, nó dịu đi, và khi nó chuẩn bị quên đến nơi rồi thì tự nhiên ngôi sao lại cảm thấy hơi hối tiếc. Tiếc những ngày mà mình là tâm điểm của dư luận, tiếc những ngày mà sáng sáng mở mắt ra là cả làng cả tộc nhắc đến mình, cho dù là chuyện dở chuyện hay á cũng là tâm điểm của dư luận, mà nhiều người còn khao khát mong cái điều đấy còn không được. Có một lần tôi nghe được đấy, tôi nghe được chính ngôi sao nói ra là tự nhiên im ắng buồn quá kì đấy. Thế tôi mới bảo là thế bây giờ lại muốn khuấy động lại, nếu như không bảo là khuấy thì cũng phải suy nghĩ, nhưng thực sự là cũng đang rôm rả, tự nhiên thấy thế cũng hơi buồn đó. Từ một người thì không thể quy kết cho tất cả những người khác, nhưng thực sự là cái việc mà lợi dụng scandal, lợi dụng những chuyện tai tiếng không hay á để duy trì cái độ nóng của mình, với một cái hy vọng rằng sau khi vụ nóng qua đi ít nhất mình cũng đã trở nên nổi bật hơn, cái độ nhận diện về tên tuổi nó cũng cao hơn là đã từng có. Cho nên là nếu mà mình dùng thuyết âm mưu trong những sự vụ tương tự như thế này thì nhiều khi mình sẽ nghĩ là ở đấy là tưởng người ta đã quên rồi thì bây giờ phải khuấy lại cho người ta khỏi quên, nếu như thế thì lại nó lại có tác dụng lại không phải là phản tác dụng. Thực ra thì em nghĩ là không phải ai cũng là sao hạng A, có một vài trường hợp sao hạng A thì thậm chí không cần xin lỗi, hoặc là muốn khuấy lúc nào thì khuấy, thì sự nghiệp của họ còn mãi. Nhưng mà đối với trường hợp của như cô Hiền hay là một vài anh chị nào đó đang thầm thầm, thì nếu mà bỏ qua bước xin lỗi thì em nghĩ là khó quay trở lại nghề. Hồi nãy Kim Thanh có nói một cái ý là một trong những cái lý do mà khiến phản tác dụng hay là người ta cảm thấy là mất niềm tin là chỉ vì là nghệ sĩ hay không, tức là bây giờ người ta chả còn tin nghệ sĩ nữa. Cái hành vi mà nghệ sĩ nghĩ là thành thật, nghĩ là cái điều mình cần làm vì sự thành thật, thì lại khiến cho người ta nghi ngờ về sự thành thật đấy, và người ta không tin sự thành thật đấy. Thì một phần trong đó nó có cái việc là, tức là anh không đủ dũng cảm để đối diện với sự thật hoàn toàn. Nãy giờ thì mình cũng nói là vòng tránh né, là xin lỗi người này thay vì người kia, nhưng thực ra ở đây vấn đề là nhiều khi á, có những người không đủ dũng cảm đối diện với cái sự thật, những gì mình đã làm. Thế cho nên nhiều khi cũng phải đánh lạc hướng dư luận bằng những cái lời xin lỗi có vẻ như rất thành thật, có vẻ rất là ăn năn, nhưng vấn đề là những lời đấy nó đã không hướng đến cái đối tượng cần phải được xin lỗi, nó hướng đến cái đối tượng mà người ta mong rằng là sẽ xoa dịu cái sự vụ. Cho nên là có thể một hai lần đầu thì công chúng cũng dễ bị mắc lừa, mình cũng được xoa dịu, mình cũng được thỏa mãn cái sự tự ái, mình là một người vớ vẩn vô danh mà còn được ngôi sao xin lỗi cơ mà. Thế nhưng mà nhiều lần như thế rồi thì người thấy nó nhàm, tất cả đều làm giống hệt nhau, ai cũng vậy, sau khi sự vụ xảy ra là cứ đi xếp hàng cúi gập đầu xin lỗi các fan, xin lỗi các khán giả, mà đâu phải ai cũng là fan đâu.
thì những người không phải là fan thì họ tức đã đành, có những người là fan có thể xin lỗi thấy họ cũng thấy nhàm. Đấy thì đấy là mình góc nhìn, có thể mình cũng hơi chủ quan vì có thể mình thực sự mình chưa bao giờ là fan của ai mà đã từng làm những chuyện như vậy, mình không biết được cái cảm giác của họ như thế nào. Nhưng mình ở góc độ quan sát với một độ khách quan nào đấy thì mình có thể đưa ra cái nhận xét như vậy. Em nghĩ nó là cái vòng luẩn quẩn, tại vì là không chỉ thị trường Việt Nam mà thị trường Hàn Quốc hay Trung Quốc, thôi mình cứ tính trong bốn đồng băng Việt Trung Nhật Hàn nhé, thì trong thị trường Hàn Quốc với Trung Quốc nó cũng giống như vậy thôi, tại vì mình không có cách làm nào khác. Thậm chí là thư thì thư nào cũng như thư mẫu, em đọc rất nhiều thư xin lỗi của nghệ sĩ Trung Quốc và Hàn Quốc, em vẫn không thấy là, ví dụ như bắt học đường đi, cái cô ca sĩ A đó bị tố là bắt nạt học đường, ví dụ như vậy, thì trong cái bức thư xin lỗi cô ấy cũng không nói là tôi xin lỗi vì đã bắt nạt học đường bạn bè, hay là tôi xin lỗi vì đã bạo lực học đường với bạn bè, mà chỉ là tôi xin lỗi vì đã gây tổn thương cho một ai đó trong quá khứ, ví dụ như vậy. Thật ra thì em nghĩ trong bức thư nào thì cũng phải luôn có cái sự uyển chuyển, chứ không thể nào mà khi mà mình đọc cái bức thư là tôi xin lỗi vì tôi đã bắt nạt học đường một người bạn gì đó, thì nó sẽ lại gợi lên cái sự căm phẫn ở trong lòng người đọc. Thật ra em nghĩ cái đó nó là thiên về cái khâu gọi là xử lý khủng hoảng truyền thông rồi. Cho nên là trong cái bức thư đó, nếu mà mình đòi hỏi thật lòng thì em lại muốn đặt ngược vấn đề là cái khái niệm thật lòng thì thực ra nó rất là vô chừng, do cái tư duy của khán giả hai bên khác nhau nữa. Tư duy của khán giả Việt Nam là muốn trong cái bức thư đó nghệ sĩ phải đập đầu xuống cho tới tóe máu ra hay như nào đó thì phải tha thứ. Còn bên Hàn Quốc, đối với người ta, khi mà nền công nghiệp của họ chuyên nghiệp, ca sĩ người ta chuyên nghiệp, thì khán giả của họ cũng chuyên nghiệp như vậy, và họ quen với cái kiểu thư và họ đọc cái thư đó họ không thấy lăn tăn, họ thấy ok. Còn khán giả Việt Nam thì thật ra em thấy là bất cứ bức thư nào, thậm chí là có khi viết tốt hơn cả thư bên Hàn Quốc, em ví dụ như thế, thật ra khán giả Việt Nam vẫn cũng rất là dữ dội lên như vậy. Tư duy của khán giả Việt Nam vẫn thiên về cái tình muốn những cái lời xin lỗi thật sự là trần trụi, phải thật sự là dập đầu xuống lại, em lạy anh, em lạy chị, em lạy người tha cho em, tức là phải có cái sự suy sụp như vậy thì người ta mới bỏ qua. Giống như bảo, tức là cũng có nhiều người muốn những cái sự xin lỗi nó phải nặng đô, nó phải là sướt mướt, nó phải thể hiện một cái gì đấy sắp chết đến nơi rồi ấy. Giống như là mở đường sống cho tôi á. Có thể nhiều người sẽ cảm thấy lòng tự ái của mình sẽ được thỏa mãn hơn khi mà chứng kiến ngôi sao suy sụp như thế. Nhưng mà qua những cái phản ứng quan sát vừa rồi á, người ta cũng cảm thấy là ui dồi, xin lỗi gì mà mặt nó nhơn hơn hơn hở ra, tôi chả thể tin gì cả. Nhưng mà sâu thẳm trong đó, với lại qua những cái phản ứng mình đọc, mình quan sát, mình thấy là phần nhiều mọi người vẫn cảm thấy khó chịu, vì cuối cùng là những cái lời xin lỗi đấy, người ta nói là đầu môi chót lưỡi á, nó rất là công thức, nó rất là văn mẫu. Đấy, và quan trọng nhất là người ta không thấy cái việc mà anh chị dám đối diện với cái việc mình đã làm. Đúng. Đó. Các ngôi sao Hàn Quốc, Trung Quốc cũng vậy, tất nhiên không phải ai cũng dám đối diện với cái điều đấy, bởi vì nếu mà họ đối diện trở lại, rất có thể họ sẽ gặp những cái phản ứng nó dữ dội hơn rất là nhiều, thậm chí sẽ mang tiếng được, thì có thể là vi phạm pháp luật. Đấy, cho nên là có thể né được thì né. Và chính cái việc mà xin lỗi nó đã bao hàm cái việc tránh né như thế thì nó mới khiến người ta khó chịu. Thì bình thường người ta đã khó chịu vì không thật lòng rồi, vì không đủ đô, rồi bây giờ lại cộng thêm cái sự mà không thật lòng, không dám đối diện với sự vụ mà nói vòng, nói giảm, nói tránh, thì người ta càng bực mình thôi. Thì tất nhiên là cuối cùng thì người ta cũng sẽ quên, và các ngôi sao có thể là biết rất rõ cái điều đó. Đó, họ ngừa hiểu cái tâm lý của khán giả là ừ thì cứ xin lỗi đi, gọi là cho nó có, chứ không sao để bảo là không xin lỗi, tôi xin lỗi cho nó có. Thế rồi vài ngày xong người sẽ quên. Đấy, thì tất nhiên là chắc là sẽ quên thôi. Đã quên vì chưa đến mức truy cứu hình sự thì người ta cũng sẽ quên thôi. Thế nhưng mà chỉ có điều là nếu sau này những sự vụ tương tự hoặc là bản thân câu chuyện đấy được đào xới lại, thì ngôi sao cũng sẽ phải hiểu rằng đấy là cái chuyện nó sẽ phải xảy ra, chứ không lúc đấy lại bảo là ôi dồi chuyện từ đời nào rồi bây giờ còn nhắc lại. Đó. Thế tức là sẽ phải chấp nhận rằng là mình sẽ còn làm cái món mồi được dư luận đem ra ăn treo, ăn treo nhiều lần, bây giờ nó còn tươi, chén kiểu tươi, sau này nó là khô rồi thì ăn kiểu khô. Nhưng mà thật ra là cho dù công chúng Việt Nam, cộng đồng mạng là bây giờ là mọi người làm nên rất là dữ, nhưng mà nó lại không có gắt cũng như tạm gọi là những cái tẩy chay hay là những cái phong sát như là những cái thị trường châu Á khác. Làm dữ nhưng mà nó qua nhanh. Còn ở các thị trường khác, do mình không ở nước họ cho nên mình không biết cái làn sóng nó như thế nào, nhưng mà rõ ràng là nghệ sĩ rất là khó sống, ít nhất là phải vài năm, có nhiều người là phải cả 5-10 năm lận cỏ Việt Nam, thì không có những cái trường hợp mà kéo dài đến như vậy, thì nó vẫn là dễ thở hơn rất là nhiều. Cao lắm là 2 năm. Thực ra một phần là vì thị trường của mình nó cũng nhỏ và nó manh mún, nó không theo cái chuẩn về chuyên nghiệp. Tức là ai thích thì làm, mọi thứ đều là tự phát. Một ngôi sao tự phát thì người ta thích thì người ta làm, không thích thì thôi. Còn bên kia chẳng hạn, người ta hoạt động theo cái cả một cái thị trường rất là bài bản. Ngay cả việc mà anh gây ra những cái sự vụ như vậy, không chỉ là công chúng phản đối mà cả những người trong nghề, có hiệp hội, có tổ chức, người ta cũng có quyền lên tiếng và người ta cũng có quyền phản đối. Ví dụ như cái đối tác về làm ăn, về quảng cáo chẳng hạn, người ta có cái cơ sở để không làm việc với anh nữa.
đó. Vì thông qua tất cả những cái công ty, những cái đầu mối, mà những công ty, những đầu mối đấy bản thân người ta cũng tham gia vào những cái chiến dịch tẩy chay như vậy. Còn mình thì mạnh ai đấy là thậm chí là bây giờ ngôi sao bị tẩy chay, ngôi sao chấp nhận xuống giá là có người khác nhảy vào mời đi hát ngay. Ngày xưa 100 triệu thì khó mời, bây giờ ok thôi 50 triệu thôi. Ủa, thế là người ta sẵn sàng mời đi hát ở vòng ngày và bài một thời gian sau lại là sản phẩm được quên. Tức là lấy thí dụ cái chuyện xuống giá thôi, nó không phải là cái chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng mà tức là chỉ bằng một vài hành động nhượng bộ nào đấy là người ta hoàn toàn có thể quay trở lại. Và có những người, người ta cũng mang tư duy kinh doanh thôi, người ta bảo ủi thì thôi, thậm chí là còn tận dụng được cả scandal. Ô thì ở thành phố tẩy chay thì bây giờ về quê đi hát hội chợ đi cho vui đó. Bây giờ công chúng không mua vé đi xem thì mình nhìn tung nhạc trên mạng, mình kinh doanh trên mạng, tại vì mọi thứ đều là tự phát, kể cả cái việc mà tẩy chay nó cũng là tự phát. Đúng. Cho nên là nó sẽ lụi rất là nhanh, bạo phát bạo tàn rất là nhanh. Nói chung là anh Minh Đức nói cái đấy được quá chuẩn, nó cũng giống như cái ý mà em vừa hôm trước nói á. Một bên thị trường Việt Nam thì nó còn sơ khai lắm, cái sự vận hành theo em là chưa đủ để gọi là một thị trường cơ. Ví dụ như Hàn Quốc hoặc Trung Quốc nó đã quá chuyên nghiệp, mọi thứ nó ra thành một bánh răng mắc vào nhau, nó quay vòng vòng đều đều rồi. Và cái căn bản là gì? Cái căn bản là khán giả Việt Nam không có trả tiền. Mà khi mà anh không trả tiền thì anh không có cái quyền gì hết, anh không có cái tác động trực tiếp nào đến những cái người nghệ sĩ đó hết. Căn bản là như thế. Ví dụ như tại sao bên Hàn Quốc fan là vua, là chúa, là trời? Bởi vì người ta đang trả tiền, không khán giả Việt Nam không trả tiền đâu. Điều rất quan trọng, thậm chí là bên Hàn Quốc nhá, là yếu tố về mặt thương mại nó quyết định tất cả, người ta làm về bản quyền tốt. Cho nên là nếu mà một cái fan đã không mua nhạc nữa là ảnh hưởng đến công ty sản xuất âm nhạc không? Công ty là ông chủ của ca sĩ, ngôi sao có lớn cỡ nào thì cũng dưới trướng của các ông chủ đấy hết. Chính và ảnh hưởng đến thu nhập là ngôi sao coi như xong. Còn ở Trung Quốc chẳng hạn, họ luật hóa đến những chuyện rất là nhỏ, đến những chuyện ứng xử của ngôi sao cũng được đưa vào trong luật pháp, trong những quy định rất là rõ ràng. Thế nên xảy ra cái chuyện gì người ta có thể chiếu theo đúng quy định đấy, người ta làm được ngay. Thế còn chẳng hạn chúng ta chưa có những cái quy định về mặt luật pháp, nhiều khi có những chuyện scandal xảy ra xong rồi các fan khán giả cứ trách móc tại sao nhà nước không vào cuộc, tại sao cơ quan quản lý không lên tiếng. Tại vì là cơ quan quản lý chỉ lên tiếng khi mà nó liên quan đến chuyện quy định và luật pháp, chứ có những chuyện chỉ thuộc về cái ứng xử xã hội thì không thể nào chuyện gì cơ quan quản lý cũng nhảy vào được. Đúng. Chẳng hạn như là cách đây không lâu mọi người tranh cãi về cái việc là bỏ cái quy định bắt buộc phải hát live, hay là tức là bỏ quy định về hát nhép. Thực ra là không có cái nào là cho phép hát nhép cả, chỉ đơn giản là những cái quy định đấy người ta bỏ bớt nó đi để cho thủ tục hành chính nó đỡ rườm rà. Đấy, thì nếu như mà bây giờ khán giả thấy ca sĩ này hay hát nhép, khán giả hoàn toàn tẩy chay, không bao giờ mua vé đi xem, không mua nhạc của người ta nữa, thì cái ngôi sao đó sẽ không tồn tại được. Nếu như ngôi sao đấy đang là quyền quản lý của một công ty nào đấy, công ty đấy họ thấy thất thu là họ sẽ buông ngôi sao khỏi công ty, là ngôi sao hết được sống. Thế còn ở Việt Nam chúng ta tự phát mà, ủa thì thích thì không thích thì tôi tự làm, tự đưa nhạc tôi lên mạng, tôi tự làm live show, tôi tự hát live stream. Người này không đi thì đã có fan của tôi nhiều khi chấp nhận tất cả mọi chuyện, chấp nhận nghe tôi hát nhép, ví dụ thế. Cái luồng dư luận hơi khác với những cái mà hồi nãy giờ mà chúng ta vừa đề cập, thì Kim Thanh cũng muốn nghe anh Minh Đức cũng như là nhà báo Trà Bảo là chia sẻ thêm là cái lời xin lỗi gần đây á, không phải là cái chuyện xin lỗi vì mình thiếu chín chắn, xin lỗi đối với công chúng, hay là ngay cả cho xin lỗi người trong cuộc hay này kia, không phải là cái điều quan trọng, mà cái xin lỗi là tại sao không xin lỗi là mình đã có một cái lối sống sai lầm, và trong lời xin lỗi là phải có cái chuyện là ít ra là phải nói là những người khác là thế hệ trẻ không nên bắt chước tôi hay là gì gì đó. Mà tại vì những cái lời này nó chỉ là một cái lời bao biện để quay trở lại chẳng hạn. Tức là đó là một cái dư luận mà họ rất là bức xúc. Thì anh Minh Đức và Gia Bảo thì nghĩ sao? Khi mà ai đấy xin lỗi hay bản thân chúng ta xin lỗi thì tức là phải có lỗi thì mới xin. Đấy. Trong khi những cái lời xin lỗi xuất hiện rất nhiều trên truyền thông là hầu như không có cái chuyện là thừa nhận mình có lỗi. Đấy, chỉ là tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người buồn, đã khiến mọi người thất vọng. Thế còn vì sao tôi khiến mọi người thất vọng thì hầu như không được nhắc đến. Đấy. Cho nên là tại sao những cái lời xin lỗi nó giống văn mẫu là như thế. Đa số là đều là xin lỗi vì đã khiến mọi người phải thất vọng, đã khiến mọi người phải suy nghĩ nhiều, đã khiến mọi người cảm thấy không vui trong những tháng ngày vừa qua. Đấy, tôi rất hối hận vì điều đó. Tức là tôi hối hận vì việc khiến mọi người thất vọng, chứ tôi không hề hối hận vì việc tôi đã làm. Cho nên là có thể là đương nhiên là việc mà thay đổi uốn nắn câu từ câu chữ đấy, nó có thể đánh lạc hướng một bộ phận công chúng nào đấy để công chúng ấy được thỏa mãn, nhưng cốt lõi trở lại vấn đề khiến những cái lời xin lỗi đến khiến người ta bức xúc như Kim Thanh vừa nói là bởi vì anh chị không thừa nhận mình có lỗi. Có thể là xin lỗi cái người trong cuộc, cái người mà đáng ra phải xin lỗi cũng được, hoặc có thể không vì nhiều lý do tế nhị, nhưng nhất cũng phải thừa nhận mình là người có lỗi thì mình mới phải đi viết giấy xin lỗi. Nhưng mà trong giấy xin lỗi đấy không hề có chỗ nào thừa nhận mình là người có lỗi thì nó không thật lòng.
thì nó giả tạo, thì nó văn mẫu. Cho nên là người ta bức xúc là đúng thôi. Đồng ý là như vậy, bởi vì là anh Minh Đức với chị Kim Thanh cũng hình dung là như này. Tức là quay lại ngay từ đầu á, là cái việc mà khán giả bức xúc á, là bởi vì những cái hành vi của những cái người nghệ sĩ này. Rõ ràng là họ là người của công chúng, mà bất kể một cái hành vi, một cái biểu hiện, lối sống, suy nghĩ nào của họ cũng sẽ tác động đến một cái số đông. Thành ra là cái việc giả sử như là trong từng trường hợp cụ thể đi, có thể là việc làm người thứ ba, là ngoại tình, đi họp đêm, hút thuốc, hút chích, vân vân, những cái hành vi đó nó sẽ gây ảnh hưởng tới một cái số đông con người. Rõ ràng là họ làm sai, nhưng mà thật ra nó cũng là một cái câu chuyện em nói rồi, nếu như mà họ thừa nhận á thì coi như là em nghĩ là họ lại đang tự bóp chết cái sự nghiệp của mình. Cái vấn đề rõ ràng ở đây, ví dụ em quay thẳng về câu chuyện của Hiền Hồ đi, cô ấy không thể nào thừa nhận được là tôi đã làm những cái gì và cái người đàn ông đó có mối quan hệ ra sao. Em nghĩ đó là những cái mà người ta muốn biến chất, và một khi á nếu mà thừa nhận thì cô ấy chẳng khác nào tự bóp chết sự nghiệp của mình. Nhưng nếu cô ấy không thừa nhận á và bỏ qua thì cái cơn nhức nhối của người ta vẫn còn đó, bởi vì nó không được giải quyết một cách triệt để, thì cái cơn nhức nhối của người ta về cái hành vi của ấy đã làm ra vẫn còn đó. Cho nên em mới nói tại sao là cái câu chuyện nó lại quay về cái vòng luẩn quẩn là như vậy. Ngay cả bên Trung Quốc với Hàn Quốc họ cũng không có cái cách giải quyết khác. Cái văn mẫu xin lỗi thì nó cũng y như vậy thôi, và cũng rất khó để cho cái nhân vật chính đó lên tiếng rằng là thừa nhận là tôi đã làm cái gì, tôi đã hành xử như thế nào, cái sự thật đã xảy ra như thế nào, thì rất khó để bắt buộc họ phải thừa nhận điều đó. Thế thành ra là câu chuyện đó là một cái vòng luẩn quẩn, em nghĩ là rất là khó để thay đổi hay là tạo ra một cái hướng gì đó mới. Đúng rồi đấy, cho nên là nó là một cái vấn đề mà nó sẽ liên quan đến cái cách mà hành xử của xã hội cũng như là quy định của pháp luật liên quan đến những cái hành vi như vậy. Đấy, thì có thể chúng ta trong quá trình xây dựng luật pháp mọi thứ nó vẫn còn đang trong quá trình cập nhật, nó chưa phủ đến những cái mảng đời sống như vậy. Như ở một số nơi khác thì người ta đã làm được cái điều đấy, hoặc như ở Hàn Quốc chẳng hạn, ngoài chuyện luật pháp ra thì cái sức mạnh của công chúng nó đủ lớn vì nó liên quan đến sự vận hành của ngành công nghiệp giải trí. Thế còn ở mình thì vì ngành công nghiệp giải trí mình đúng như bảo là thực sự nó chưa có, nó vẫn còn đang rất là sơ khai. Cho nên là trong cái khoảng nhập nhoạng như thế nó dẫn đến những cái cách hành xử mà mặc dù nó rất là giống với những cái nơi chúng ta nhắc đến nãy giờ như là Trung Quốc hay Hàn Quốc đấy, nhưng mà cái hiệu ứng tác động ngược lại, tức là để mà mang tính chất là răn đe thì nó lại chưa đủ lớn, cả từ công chúng lẫn cả từ luật pháp. Nhưng mà rõ ràng là mình để ý xem là cùng với sự xuất hiện của mạng xã hội thì mọi thứ nó cũng đã thay đổi rất là nhiều, nó cũng khiến bây giờ một phần nào để các ngôi sao cũng phải rẻ chừng hơn khi phát ngôn, và không được mà gọi là ông bà thiên hạ như trước nữa đấy, bởi vì ngày xưa nói gì thì nói, nhiều khi người ta quên nó rất là nhanh. Còn bây giờ chẳng hạn thì là nó sẽ còn đặt đào sới, thậm chí là nó còn kích thích để đào bới lại những cái scandal mà ngôi sao đã muốn chôn vùi, đã muốn giấu nó đi từ bao nhiêu lâu rồi, hoặc có những cái bí mật đời tư mà có thể trước đây nhiều người ta biết nhưng người ta không khơi ra, nhưng mà vụ việc này kia nó sẽ kích thích những cái vụ như thế được làm lộ ra, cho nên là nhiều khi gọi là cũng xấu mặt cả làng. Thì cho nên cũng khiến một phần nào đấy các ngôi sao phải thận trọng hơn so với những cái scandal mang tính chất thách thức dư luận như trước đây, thì bây giờ nó cũng bớt hơn. Mình cũng nói rồi, vì ngành giải trí nó còn sơ khai và có nhiều người, người ta còn thấy cả cơ hội trong chính nguy cơ, tức là có người còn mong có được một cái scandal to như thế rơi xuống đầu mình, thì mình cũng phải chấp nhận là sẽ còn những chuyện đấy. Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có bắt đầu các ngôi sao khác cũng phải dè chừng hơn. Nếu mà mọi người nhớ đó, thì cuối năm 2021, đầu năm 2022 thì có một cái vấn đề được mọi người cực kỳ quan tâm, đó là chính thức có cái bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Báo chí cũng đã viết bài rất là nhiều theo nhà báo Minh Đức cũng như là nhà báo Gia Bảo, thì liệu cái bộ quy tắc ứng xử này áp dụng vào thực tế hay không? Thứ nhất á, cái bộ quy tắc ứng xử đạo đức của nghệ sĩ nó không phải là văn bản pháp luật, nó không có chứa quy phạm pháp luật, nó không có chế tài. Cái bộ quy tắc á, là trong trường hợp á, mà cần viện dẫn, cần soi chiếu, cần trích dẫn thì sẽ đưa nó vào, chứ không phải là đây là một cái văn bản chứa quy phạm pháp luật và có chế tài nha. Đúng rồi đấy. Cho nên là ví dụ như là nghệ sĩ nào đó đăng lên một cái thông tin gì đó mà nó phỉ báng đạo đức lên trên mạng xã hội, thì ví dụ như là lúc phạt có thể viện dẫn, phạt hành chính có thể viện dẫn cái hành vi này nó gây ảnh hưởng tới xã hội và dựa trên đó cái bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghệ sĩ vân vân gì thôi. Tức là nó sẽ gọi là một cái cớ để trong trường hợp cần điều chỉnh thì điều chỉnh, và nó là cái cớ chứ nó không phải là một cái quy phạm. Nói thêm một cái ý mà anh Đức nói lúc nãy á, ngay cả ở thị trường Hàn Quốc với cả Trung Quốc á, thực sự là em có học pháp luật nước ngoài một số nước, nhưng mà là xui sao lại không dính ngay hai cái Trung Quốc với Hàn Quốc.
Nhưng mà cái tinh thần chung á của những cái hệ thống pháp luật dân luật, tức là civil law, thì nó thường là nó không có cái gọi là điều chỉnh hay gọi là chế tài, ví dụ như là phạt những cái liên quan tới đạo đức á, thì theo em biết là hiếm hoặc là rất là hạn chế thôi. Tại vì tinh thần chung của pháp luật á thì thông thường là không can thiệp theo kiểu mà gọi là phạt việc anh có cái hành vi đó là vi phạm đạo đức. Thông thường nó sẽ liên quan tới những cái hành vi xâm phạm xã hội chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái mảng cụ thể. Luật pháp người ta sẽ còn thay đổi liên tục, người ta cũng sẽ còn phải cập nhật. Có thể có những hành vi thì mình nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là đạo đức thôi, nhưng mà ở một góc nhìn nào đấy của luật pháp thì rất có thể nó sẽ là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng mà cũng có những cái hành vi mà nó sẽ đan xen nhau giữa đạo đức và pháp luật. Và chúng ta cũng để ý thấy là nhiều khi ở chúng ta do cái yếu tố duy tình ấy, nhiều khi người ta cũng hạn chế xử lý pháp luật, là thường là cho các bên tự điều đình với nhau. Ví dụ như là trong luật pháp có quy định rõ ràng về cái tội mà vi phạm chế độ một vợ một chồng ấy. Đấy là hoàn toàn có quyền. Hay là những người gọi là Tuesday là hoàn toàn có thể áp dụng cái luật đó để xử. Nhưng mà hầu như rất ít người bị xử lý bởi vì cái quy định đấy. Là vì thường là xảy đến chuyện như vậy thì thường là các bên cảm thấy là đây là chuyện riêng tư trong gia đình, chúng mới tự giải quyết được. Kể cả là những người có tư cách để kiện chồng hoặc vợ của mình vi phạm chế độ một vợ một chồng thì nhiều khi ta nghĩ là chuyện gia đình thôi, chúng tôi tự giải quyết với nhau được rồi, đó, cùng lắm là ra tòa ly dị là xong. Cho nên là có những quy định thì nó có, nhưng mà ít khi được đem ra áp dụng để xử lý mang tính hình sự, là bởi vì một phần là do cái tâm lý duy tình phổ biến của đời sống người dân Việt Nam chúng ta. Thứ hai là cũng có thể là những cái bản bộ quy tắc ứng xử kia là những cái bước thăm dò của bên cơ quan quản lý văn hóa để xem là với một cái gợi ý từ các bộ quy tắc ứng xử, nó là những cái gợi ý rằng là nên làm việc này và không nên làm việc kia. Thế còn cũng chẳng đưa ra cái chế tài nào cả, cho nên cũng chẳng ai người ta cảm thấy là nó thành một cái áp lực phải tuân theo cái đấy. Thế nếu mà bây giờ cụ thể hóa bằng một cái nghị định và dựa trên một cái quy định nào đấy của luật pháp rằng bị cái này thì sẽ bị phạt như thế này, sẽ bị hạn chế những cái việc làm nghề như thế kia. Đó, tức là nó quy định rất là rõ, chẳng hạn như một số nước xung quanh chúng ta người ta quy định như vậy dựa trên những cái yếu tố về văn hóa này, về tôn giáo, về xã hội thì người ta đưa ra những quy định như vậy. Thì nó rất là rõ, cứ xảy ra một cái chuyện như thế là quy định được ngay và có chế tài thì nó dễ. Thế còn thực ra thì bảo chậm không phải lo lắm đâu, chúng ta có rất nhiều những luật trước đây không bao giờ chúng ta nghĩ đến, nhưng mà chỉ trong vài năm trở lại đây nó đã được đưa vào thi hành và nó cũng đã phát huy tác dụng của nó rồi. Trở lại một cái điều, một cái câu người ta nói kinh điển đấy, không muốn người ta biết thì đừng làm. Có rất nhiều những ngôi sao thực ra khi mà họ hành động họ biết chuyện đấy là sai đấy, nhưng thứ nhất là họ nghĩ là không ai biết, đến khi mà người ta biết thì lại nghĩ rằng đơn giản thì xin lỗi một lời là xong. Thực ra thì cũng có những người mà sự nghiệp gần như đã bị lụt bại đấy. Chúng ta nhìn lại cái quá trình vận hành của showbiz bằng mấy năm thì cũng có những người sự nghiệp của họ gần như cũng đã tiêu tan đấy, chứ không phải là ai cũng nhân trở lại showbiz đâu. Đấy, nhưng mà có thể những tấm gương đấy chưa đủ lớn để những người sau nhìn vào. Cho nên là với sự lớn mạnh của mạng xã hội, và tôi cái này tôi hy vọng thôi, tôi cũng hy vọng là với sự hoàn thiện dần dần của luật pháp, nó dần dần đến một lúc ở đấy nó sẽ đủ để điều chỉnh những cái hành vi như thế này, để chúng ta không cần phải bức xúc quá nhiều về chuyện vốn không liên quan đến mình nữa. Chúng ta bức xúc là vì đấy là một hành vi sai trái mà chúng ta biết chắc là không bị trừng trị. Thì đến một lúc ở đấy chúng ta không cần phải bức xúc vì là sẽ có người thay chúng ta trừng trị những hành vi sai trái đấy. Ai làm sai thì người đấy chịu. Chúng ta có quyền quên nhanh một sự vụ vì chúng ta có rất nhiều việc phải làm trong đời này, không cần phải mất ăn mất ngủ, mất tâm sức vì những chuyện vốn không liên quan đến mình, mà chỉ cần ở mức độ quan tâm vừa phải là được. Và ai sai người đấy chịu, và sẽ có người thay chúng ta trừng trị những kẻ có tội. Đấy mới là một xã hội văn minh. Vâng, cảm ơn nhà báo Minh Đức cũng như là nhà báo Gia Bảo đã dành thời gian để chia sẻ với cái chủ đề cũng khá là nhạy cảm trong ngày hôm nay.